Chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà chúng ta sẽ bật cái tính năng định vị trên iPhone. Tính năng định vị là một cái tính năng khá là phổ biến trên các smartphone hiện nay. Tính năng này nó rất hữu ích cho các bạn khi mà chúng ta sử dụng một số những cái ứng dụng liên quan tới định vị về vị trí. Ví dụ như là các bạn sử dụng bản đồ này, các bạn sử dụng Grab để các bạn đặt xe này, hoặc là một số những cái ứng dụng khác mà nó sẽ cần những cái định vị về vị trí chúng ta, thì chúng ta cần phải bật cái tính năng định vị này lên. Thì trên iPhone thì các bạn sẽ bật như sau. Các bạn sẽ vào trong cái mục cài đặt. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống, các bạn tìm tới cái mục là quyền riêng tư ở bên dưới này. Rồi, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ngay bên trên đầu nó sẽ có một cái phần là phần dịch vụ định vị. Thì hiện tại là của mình đang tắt. Bây giờ mình muốn bật lên thì mình sẽ click vào nó và sau đó là mình sẽ bật cái nút này lên, là mình sẽ bật cái tính năng định vị lên. Và cái tính năng định vị này nó sẽ được bật ở trên máy chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể lựa chọn cái tính năng này có thể bật hoặc là tắt trên từng cái ứng dụng khác nhau. Ví dụ như là trong đôi khi mà mình chụp ảnh, mình muốn là cái bức ảnh đó được định vị là chụp tại đâu, thì mình sẽ bật cái định vị ở trên phần hình ảnh lên bằng cách là mình vào phần ảnh. Đó, sau đó là mình sẽ chọn là khi dùng ứng dụng. Còn nếu mình không muốn nó định vị cái vị trí chụp của mình thì mình sẽ chọn là không. Tương tự như vậy thì các cái ứng dụng khác cũng như thế. Các bạn có thể lựa chọn ví dụ như là Grab này thì mình sẽ bật tính năng định vị khi sử dụng, còn nếu mà mình không sử dụng thì nó sẽ không định vị mình. Rồi các cái tính năng khác, các cái công cụ, những cái ứng dụng khác thì đều tương tự như thế. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ bật cái tính năng định vị này lên. Còn nếu mà các bạn không muốn thì các bạn sẽ tắt nó đi. Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn sau khi mà xong thì chúng ta thoát ra ngoài là ok. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ bật tắt cái tính năng định vị ở trên iPhone. Chúc các bạn thành công.